Xin chào các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Xe ô tô rẻ nhất thị trường, Toyota Wigo giảm giá siêu rẻ khiến Kia Morning và Hyundai Grand i10 bị lãng quên. Giá xe Toyota Wigo đã rẻ này còn rẻ hơn khiến Kia Morning và Hyundai Grand i10 không còn cửa để cạnh tranh. Giá xe Toyota Wigo mới nhất. Trong số các dòng xe mà Toyota đang phân phối tại thị trường Việt Nam, Toyota Wigo là dòng xe có giá bán rẻ nhất. Mặc dù vậy, do liên tục phải chịu lép vế trước các đối thủ cùng phân khúc như Kia Morning và Hyundai Grand i10, đại lý vẫn quyết giảm giá từ 8 đến 10 triệu đồng nhằm thu hút khách hàng. Theo đó, phiên bản Toyota Wigo số tự động hiện đang được một số đại lý giảm giá với mức cao nhất là 8 triệu đồng. Sau khi nhận ưu đãi, giá bán thực tế của phiên bản này hiện tại chỉ còn 397 triệu đồng. Kể từ đầu năm 2024 tới nay, đây là mức giá rẻ nhất mà Toyota Wigo số tự động từng có. Trong khi đó, Toyota Wigo phiên bản số sàn hiện đang có giá bán thực tế 350 triệu đồng, sau khi được đại lý giảm giá 10 triệu đồng từ mức niêm yết 360 triệu đồng. Không chỉ được giảm giá, đại lý còn tặng kèm thảm trải sàn và phim cách nhiệt cho các khách hàng mua Toyota Wigo. Khách hàng ngoài số tiền ban đầu bỏ ra để mua xe sẽ phải chịu thêm một số khoản thuế, phí để xe có thể tham gia giao thông công cộng. Mức thuế, phí này sẽ thay đổi tùy thuộc vào tỉnh, thành đăng ký xe. Nếu đăng ký tại Hà Nội, khách hàng sẽ chịu mức phí trước bạ là 12% và phí ra biển là 20 triệu đồng. Giá xe Toyota Wigo và các đối thủ cạnh tranh. Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu Việt Nam đồng. Kia Morning giá từ 369 triệu Việt Nam đồng. VinFast, Fadin giá từ 425 triệu Việt Nam đồng. Đánh giá xe Toyota Wigo. Ở bên ngoài, Toyota Wigo sở hữu một số trang bị ngoại thất nổi bật bao gồm tay nắm cửa tinh tế với tính năng mở cửa thông minh, hệ thống đèn chiếu sáng full LED có tính năng đèn chờ dẫn đường. Bên trong cabin, nội thất của Toyota Wigo có cần số và khu vực táp lô được thiết kế tương tự như Toyota Ray dưới những trang bị nổi bật như điều hòa tự động. Màn hình giải trí trung tâm đặt nổi có hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Trái tim của Toyota Wigo là khối động cơ 1.2 lít đi kèm với hộp số DCVT. Theo như công bố của hãng thì sự kết hợp giữa động cơ và hộp số mới giúp cho mẫu hatchback này có thể vận hành êm ái ở mọi giải tốc độ. Đồng thời, hệ chuyển động này cũng rất tiết kiệm nhiên liệu. Những trang bị an toàn đáng gờm trên Toyota Wigo đủ để đe dọa Kia Morning và Hyundai Grand i10 với cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù. Lưu ý, giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, nếu có, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe. Phân khúc SUV hạng C đua nhau giảm giá, Haval H6 giảm 100 triệu đồng. Thị trường Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá giữa hàng loạt mẫu SUV hạng C, nổi bật hiện tại là Haval H6, bên cạnh Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory hay Subaru Forester. Bước vào giai đoạn quý 2 năm 2024, các thương hiệu trong nước đều đã vô cùng nóng lòng cải thiện kết quả kinh doanh. Bằng chứng là tại phân khúc SUV hạng C, sân chơi sôi động nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, hàng loạt cái tên lớn nhỏ đều tham gia vào cuộc chiến giá bán. Đáng chú ý nhất hiện nay có thể kể tới Haval H6, mẫu xe đến từ Trung Quốc đang được các tư vấn viên chào bán với mức giá tương đối hấp dẫn. Cụ thể, Haval H6 Hybrid có giá niêm yết 986 triệu đồng, được giảm 100 triệu tiền mặt và hỗ trợ lệ phí trước bạ thêm 20 triệu đồng. Như vậy, khách hàng có thể sở hữu xe với chi phí thực tế chỉ khoảng 870 triệu đồng. Haval H6 được nhà phân phối ra mắt thị trường Việt lần đầu vào giữa năm 2023. Với mức giá 1,096 tỷ đồng, tức tương đương với Honda CR-V, Hyundai Santa F, trong khi bản thân chỉ là một mẫu SUV hạng C ngang hàng Mazda CX-5, Ford Territory. Sau đó, do doanh số kém, mẫu SUV đến từ Trung Quốc đã được giảm giá 100 triệu, kèm khuyến mãi kéo giá xe hiện nay xuống mức dưới 900 triệu đồng. Mặt khác, thị trường cũng chứng kiến vua bán chạy Mazda CX-5 tiếp tục được nhà phân phối Thaco giảm thêm 10 triệu đồng, lập đáy cho phân khúc SUV hạng C với mức giá khởi điểm dưới 750 triệu đồng, cụ thể là từ 749 đến 979 triệu đồng. Không hề kém cạnh, liên doanh Hàn Quốc Hyundai thành công cũng thể hiện rất rõ quyết tâm cạnh tranh khi mạnh tay giảm 30 đến 35 triệu đồng cho Tucson. Qua đó, giúp mẫu SUV bán chạy của nhà Hyundai sở hữu mức giá rất dễ chịu, lần lượt từ 769, 839, 909 và 919 triệu đồng cho 4 phiên bản. Và ngay từ đầu tháng 4, 2024, thương hiệu Mỹ Ford cũng đã nhanh chóng tung ưu đãi dành cho Territory với mức giảm từ 20 đến 25 triệu đồng nhằm cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc. Hiện giá xe dao động ở mức 799 đến 899 và 929 triệu đồng tùy cấu hình trang bị đối với 3 phiên bản. Phân khúc SUV hạng C còn chứng kiến hàng loạt những cái tên khác cũng được ưu đãi khủng lên tới cả 100 triệu đồng. Subaru Forester giảm 120 đến 250 triệu đồng cho xe Vin 2023. Honda CR-V cũng xả hàng xe cũ với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng.
Mitsubishi Outlander được giảm tiền mặt kèm quà tặng cho cả phiên bản VIN 2023 còn tồn kho, lẫn hàng mới sản xuất năm 2024. Trước đó, mẫu SUV Hàn Quốc Kia Sportage cũng đã được điều chỉnh giá, giảm 23 triệu đồng đối với phiên bản 2.0G Premium hồi cuối tháng 3. Có thể nói, đây là thời điểm khá thích hợp để người tiêu dùng mua sắm cho mình những chiếc xe với mức giá tốt, bởi tất cả các thương hiệu đều đang rơi vào tình trạng đói. Doanh số sau khi kết thúc quý 1, 2024 với kết quả kinh doanh giảm sút. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có thể chờ đợi thêm một vài cái tên khá hot thuộc phân khúc SUV hạng B sẽ sớm ra mắt thị trường trong tháng 5 tới, bao gồm Toyota Corolla Cross và Haval Julion. Xe ô tô bản facelift là gì? Facelift là cụm từ xuất hiện khá phổ biến hiện nay, được gắn với những thông tin về xe ô tô. Facelift được hiểu là bản nâng cấp nhẹ của một phiên bản xe đã được ra mắt trước đó. Tại Việt Nam, xe bản facelift thường được ví von là xe bình cũ rượu mới. Thường phiên bản xe facelift sẽ có sự thay đổi ít nhiều về nội thất, ngoại thất và tùy vào hãng xe, phiên bản nâng cấp mà có thể có sự cải tiến về động cơ, hộp số, trang thiết bị tiện nghi. Việc nâng cấp như thế này sẽ giúp giữ độ hot của dòng xe, cũng như có thể cập nhật được các tính năng và công nghệ mới của thời đại, giúp tối ưu trải nghiệm cho người dùng. Thông thường, dòng xe phiên bản facelift nâng cấp sẽ được các hãng tung ra giữa thời điểm sắp ra mắt các phiên bản đời mới hoàn toàn. Đây là điều thường xuyên có thể thấy ở thị trường này, vì việc ra bản facelift sẽ giúp các hãng xe tăng được sự cạnh tranh mà không phải tốn quá nhiều chi phí quảng cáo, sản xuất và thiết kế lại. Đối với những đời xe lần đầu, hãng mới đưa ra tuy có thông số kỹ thuật vượt trội song lại chưa có sự đa dạng về màu sắc, thì bản facelift tới, hãng sẽ bổ sung nhiều màu, đáp ứng thêm sở thích, mong muốn của khách hàng. Hay khi phiên bản facelift của một dòng xe ra đời đồng nghĩa với việc chúng đã được tinh chỉnh kỹ càng và tăng cường độ tin cậy. Còn nên mua xe phiên bản facelift? Hiện nay, có rất nhiều người vẫn thích mua xe nâng cấp thay vì dòng xe mới hoàn toàn với các tính năng công nghệ hấp dẫn. Các chuyên gia phân tích, bản facelift có nhiều điểm thu hút và dễ dàng chinh phục khách hàng. Đầu tiên là tiết kiệm chi phí. Với phiên bản facelift nâng cấp, bạn sẽ sở hữu một dòng xe có thiết kế hiện đại, được trang bị các tính năng, công nghệ cập nhật xu hướng mới nhưng không cần phải bỏ quá nhiều tiền. Thứ hai là đa dạng về cải tiến. Dù không phải là phiên bản mới hoàn toàn nhưng bản facelift vẫn được nhà sản xuất chú trọng cải tiến, khắc phục các nhược điểm của phiên bản trước, cập nhật thêm các công nghệ, trang bị tiện ích hiện đại, thông minh hoặc thêm lựa chọn về màu sắc của xe. Những sự cải tiến thường thấy là dung tích động cơ sẽ được tăng thêm, nội thất êm ái và thoải mái hơn, bổ sung tiện nghi trong khoang nội thất như màn hình trên kính lái, camera hành trình, công nghệ định vị. Ngoài ra, khi phiên bản facelift ra mắt thì các hãng xe thường sẽ tung ra nhiều chương trình ưu đãi và dịch vụ đi kèm như tặng phụ kiện, chăm sóc bảo dưỡng xe miễn phí. Đây cũng là một điều hấp dẫn khách hàng. Tuy nhiên, việc chọn mua xe bản facelift hay xe đời mới hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu và mong muốn, mục đích của mỗi khách hàng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày. Bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.